Vâng ạ. Xin kính chào tất cả các quý vị ạ. Rất là vinh dự cho tôi được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đặt hàng rồi tổ chức chia sẻ với các anh chị rất nhiều các cái đầu cầu khác nhau từ tất cả các tỉnh trong cả nước về cái nội dung liên quan đến năng đào tạo online, đặc biệt là liên quan đến tổ chức lớp. Thì như phó sư tiến sĩ Nguyễn Phượng Lê vừa đề cập thì tôi xin chia sẻ với quý vị cái phần đầu tiên của cái buổi học ngày hôm nay, đó là cái khâu đã tổ chức lớp online. Vậy thì đối với khâu tổ chức lớp online thì quý vị có thể nhìn thấy trên slide tôi đang chia sẻ thì thường ta sẽ bắt đầu từ cái khâu đó là đánh giá nhu cầu đào tạo. Đấy, thì đánh giá nhu cầu đào tạo ở đây thì trong thực tế thì quý vị có thể thấy là đối với những cái buổi họp trực tiếp ấy, hoặc là thông qua các cái khóa đào tạo trực tiếp ấy, thì sẽ đánh giá tương đối dễ bằng cách là phát cho học viên một cái tờ mẫu form. Thế sau đó thì các anh chị học viên sẽ điền vào đó. Tuy nhiên là đối với cái việc là ở mỗi địa phương khác nhau thì việc đánh giá nó sẽ phức tạp hơn. Đấy, vì vậy nên là trong thực tế thì việc đánh giá nhu cầu đào tạo online có thể thực hiện thông qua các cái công cụ trực tuyến. Ở đây thì tôi xin giới thiệu hai cái công cụ trực tuyến thường được sử dụng phổ biến nhất. Một là cái Google Form và cái thứ hai là cái Google Sheet. Thế thì tôi nhìn thấy ở trong cái lịch trình của buổi đào tạo ngày hôm qua thì cũng có thấy là thầy giáo đã trao đổi về cái sử dụng Google Form để lập mẫu rồi để đánh giá. Tuy nhiên là trong thực tế thì cái Google Form này thì quý vị có thể thấy là thường thì sẽ chỉ áp dụng cho việc đánh giá đối với lại các cái nhu cầu đào tạo mang tính chất cá nhân. Có nghĩa là gì? Khi ta gửi cái form này đến từng cá nhân thì mỗi người sẽ điền vào cái form đó dựa trên cái thông tin mà form cung cấp và yêu cầu, đúng không ạ? Đấy, trong thực tế thì việc đánh giá nhu cầu đào tạo thì không chỉ diễn ra riêng đối với một cá nhân mà có thể là đánh giá nhu cầu đào tạo của cả một tổ chức. Đấy, thì cái Google Form đó thì trong nhiều trường hợp nó không hữu ích bằng cái Google Sheet, công cụ Google Sheet, tức là mình sử dụng cái Excel online để mình đánh giá nhu cầu. Đấy, thì trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu với lại quý vị hai cái quy trình để ta thực hiện cái Google Form và Google Sheet. Phần thứ hai là phần lựa chọn học viên. Đấy, thì phần dựa trên những cái ý kiến tổng hợp về nhu cầu đào tạo mà có được từ Google Form và Google Sheet ấy, thì mình sẽ tiến hành xác định xem là vậy thì đối tượng học viên là ai, rồi là liên quan đến cái nội dung và các cái yêu cầu về đào tạo như thế nào. Đấy, trên cơ sở đó thì ta sẽ liên hệ để gửi giấy mời. Đấy, thì trong này cái giấy mời online chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho quý vị để quý vị thấy được đối với một cái lớp học tổ chức online thì nên có thông tin trong giấy mời cụ thể như thế nào. Sau đó thì đến bước tiếp theo là tạo Google Form để đăng ký, hướng dẫn học viên đăng ký. Đấy, thì tương tự như là cái phần đánh giá nhu cầu đào tạo. Đấy, thì cái Google Form ở đây cũng sẽ được sử dụng để đánh giá để giúp cho các học viên đăng ký lớp học. Đấy, thì lát nữa thì tôi cũng sẽ hướng dẫn quý vị chi tiết để quý vị có thể thực hành được. Phần tiếp theo là tổng hợp danh sách đăng ký, thì phần này trong cái nội dung tài liệu bài giảng hôm qua thì tôi không thấy thầy đề cập. Vì tại sao lại không đề cập? Vì là có lẽ là các cái nội dung của bài giảng hôm qua thì thiên nhiều về đối với đối tượng là người học. Tuy nhiên ở đây thì hầu hết tất cả các anh các chị đều là sẽ là những cái giảng viên và sẽ tổ chức một lớp học online ở các địa phương. Đấy, vì vậy nên là cái việc đăng ký thì là đương nhiên rồi. Tuy nhiên là làm thế nào để ta lấy được cái danh sách đăng ký đó và dựa trên danh sách đăng ký đó thì biết được xem là số lượng thành viên là bao nhiêu, rồi đối tượng người học như thế nào. Đấy, thì tôi cũng sẽ hướng dẫn chi tiết các chị làm thế nào để ta lấy được cái danh sách đó từ cái kết quả của Google Form hoặc là Google Sheet. Rồi sau đó thì đến phần tổng hợp danh sách đăng ký qua Google Form, rồi tạo đường link để gửi bài giảng qua Zoom. Đấy, thì phần này hôm qua thì tôi cũng thấy là giảng viên đã trình bày tương đối chi tiết là thế nào để ta tạo được một cái đường link qua Zoom, rồi là hướng dẫn học viên gửi cái đường link đó và hướng dẫn học viên vào Zoom, đặc biệt là liên quan đến tôi cũng thấy thầy đã chia sẻ rất chi tiết về
về phân nhóm lớp, rồi là thế làm thế nào để ta có thể ghi âm được toàn bộ nội dung của buổi học online, vân vân. Thế thì cái đó ngày hôm qua thì các anh chị cũng đã được tập huấn chi tiết rồi. Thế còn đến phần tiếp theo là hướng dẫn học viên đăng nhập trực tuyến vào Zoom. Đấy thì phần đăng nhập trực tuyến hôm qua tôi thấy thầy cũng đã dạy chi tiết rồi. Tuy nhiên trong thực tế thì những cái đường link mà các học viên, các giảng viên gửi thì nó tương đối dài và thường là sẽ rất bất tiện trong trường hợp mà quý vị sử dụng các cái thiết bị di động, đặc biệt là điện thoại di động để mà truy cập vào Zoom. Đấy thì nội dung ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn làm thế nào để các anh chị có thể sử dụng cái mã QR để các anh chị có thể đăng nhập vào Zoom thay vì là ta sử dụng đường link. Và cái cuối cùng liên quan đến khai mạc và giới thiệu chương trình đào tạo. Đấy thì nội dung đầu tiên là tôi muốn giới thiệu đến các anh các chị, đó là cái phần hướng dẫn tạo cái Google Form cho học viên đăng ký chứ ạ. Đấy thì đối với việc tạo ra một cái Google Form ấy thì lợi ích của Google Form là gì? Thì ở đây chắc là hầu hết các anh các chị đều biết rồi. Thông qua việc tạo ra một cái form trên Google thì sẽ giúp cho ta có được một cái thu thập được một thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng và gần như ngay lập tức, vì là cái này dựa trên hệ thống nền tảng internet, nó online trực tuyến, nên là mỗi học viên đánh giá hay là mỗi học viên gửi thông tin ấy thì gần như là người giảng dạy có thể nhận được trực tiếp. Cái lợi ích quan trọng thứ hai ở đây đó là nhận được nhiều sự khảo sát từ việc tạo biểu mẫu để có ý kiến và kết quả tốt nhất. Thì đây là hai lợi ích chính mà chúng tôi tập hợp được từ những cái kết quả và cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã được đào tạo và trong quá trình giảng dạy chúng tôi rút ra. Cái thứ hai là tôi sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết các cái bước để tạo ra một cái Google Form. Thế thì cái phần này là cái phần hướng dẫn nhanh. Hướng dẫn nhanh thì có lẽ tôi sẽ đi vào từng bước một để cho các anh chị dễ hiểu hơn. Cái phần hướng dẫn nhanh này mục đích chính là để tóm tắt lại toàn bộ quá trình hướng dẫn thôi ạ. Vậy thì hướng dẫn chi tiết là như thế nào? Thì đầu tiên là chúng ta phải để tạo ra được một cái Google Form, Google Sheet hay là sau này liên quan đến việc thảo luận nhóm online bằng cái công cụ Google Slide, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải có một cái tài khoản Gmail. Đây là tài khoản Gmail ấy ạ. Thế thì tôi thấy là ở đây hầu hết là trong cái kinh nghiệm giảng dạy của tôi rất nhiều năm rồi thì tôi thấy là hầu hết là các địa phương, cán bộ địa phương, rồi hầu hết là cán bộ khuyến nông, rồi là giảng viên chúng tôi thì ai cũng có một cái địa chỉ Gmail. Thế thì cái địa chỉ Gmail đấy thì nó sẽ tích hợp rất nhiều công cụ của Google trong đó, chứ không chỉ có riêng mỗi là email điện tử. Đấy, ví dụ như là tạo ra một cái form online, cái mà tôi sẽ trình bày sau này đấy, hoặc là liên quan đến các anh chị có thể sử dụng cái Excel online đấy, hoặc là soạn thảo văn bản thông qua cái công cụ Google Doc online. Đấy thì nếu anh chị có cái tài khoản Gmail đó thì automatic, tức là tự động, cái hệ thống sẽ tích hợp cho các anh chị một loạt những cái công cụ hữu ích đó. Đấy thì sau khi mà đã có tài khoản Gmail rồi thì bước đầu tiên là mình sẽ mở cái Google Drive. Cái Google Drive này thì ta dùng cái trình duyệt web để ta mở trực tiếp ở trên web là sẽ ra. Đấy, sau khi mà vào được Google Drive rồi thì các anh chị sẽ click vào cái mục mới. Đấy, sau đó thì đến bước thứ hai là ta sẽ chọn một cái mục ứng dụng khác. Đấy thì trong cái mục ứng dụng này, như tôi đề cập đằng trên, công cụ của Google này nó có rất nhiều những cái công cụ khác nhau, những cái chức năng nhỏ khác nhau. Đấy thì để tạo ra một cái Google Form hay là cái biểu mẫu thì ta click vào cái phần Google biểu mẫu. Đến bước 3 là nhập tiêu đề và mô tả biểu mẫu. Đấy, ví dụ như tiêu đề của việc đánh giá nhu cầu đào tạo là các anh chị có thể tự đặt tiêu đề. Ví dụ như đánh giá nhu cầu chương trình đào tạo khuyến nông online chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ đặt cái tiêu đề vào cái mục tiêu đề này. Thế sau đó thì đến bước tiếp theo là gì ạ? Là ta sẽ nhập những cái câu hỏi mà mình muốn khảo sát vào để đánh giá nhu cầu và tùy chọn cái hình thức đáp án. Ở đây thì trong thực tế là có rất nhiều những cái tùy chọn khác nhau. Ví dụ như là tùy chọn liên quan đến phần các anh chị có thể nhập text, tức là nhập dưới dạng văn bản, hoặc là những cái tùy chọn liên quan đến trắc nghiệm. Trắc nghiệm ở đây có nghĩa là có những cái lựa chọn. Ví dụ như là liên quan đến đánh giá nhu cầu đào tạo chẳng hạn thì tí nữa tôi sẽ lấy một cái ví dụ chi tiết, nhưng có thể ta xác định xem là cái nhu cầu đào tạo là trực tuyến hay là trực tiếp hay là kết hợp cả hai, thì nó có ba lựa chọn: trực tuyến, trực tiếp.
thì mình cũng sẽ tạo ra được từng cái lựa chọn đấy một. Cái bước tiếp theo là chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc hay là không. Đấy, thì phần này thì ví dụ như đối với họ tên của người cung cấp thông tin chẳng hạn thì là một cái trường bắt buộc, thì mình sẽ click vào cái mục bắt buộc hay không bắt buộc. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ví dụ như là chức vụ, cũng có thể là mình sẽ yêu cầu học viên, không yêu cầu học viên là phải bắt buộc điền. Đấy, thì cái này do cái tùy chọn của các anh chị trong quá trình các anh chị tạo ra cái Google Form. Đấy, rồi đến trong trường hợp mà form có nhiều phần, đấy thì mình cũng có thể click vào cái mục biểu tượng hai hình chữ nhật ở bên dưới này để mình xem là à vậy thì cái phần 1 là học viên sẽ điền những cái gì và phần 2 là học viên sẽ điền những cái gì. Đấy, rồi sau đó sang cái bước 7 thì cũng có thể thêm hình ảnh và cùng video vào trong cái biểu mẫu. Tất nhiên là cái này thì tôi thấy là cũng mọi người cũng ít sử dụng. Đấy, vì là rất ít khi ta sử dụng cái trường ảnh hoặc là trường video vào trong các cái biểu mẫu vì cái tính chất đơn giản và gọn nhẹ của các biểu mẫu, đặc biệt là trong các cái chương trình đánh giá nhu cầu đào tạo. Rồi bước 8 là chọn chế độ cho câu hỏi bắt buộc, phần này tôi vừa nói rồi. Bước 9 là tùy chỉnh cái chế độ, thì cái phần này sẽ có những cái tùy chỉnh riêng. Có những cái tùy chỉnh riêng. Phần lý thuyết thì xin phép quý vị tôi nói hơi nhanh một chút, tí nữa vào phần thực hành thì tôi sẽ nói chậm. Phần lý thuyết này thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ gửi tài liệu chi tiết cho các anh các chị. Nên là để tiết kiệm thời gian thì tôi trình bày phần lý thuyết hơi nhanh một chút ạ. Vâng. Đến bước thứ 10 thì trong cái mục răng cưa này mình có thể chọn những cái tính năng. Phần tí nữa, một lát nữa thì thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết ạ. Đến bước 11 thì ta có thể chọn cái biểu tượng mắt ở trên này để xem trước cái biểu mẫu. Rồi đến bước 12 là gửi chia sẻ cái biểu mẫu này cho học viên để học viên đánh giá nhu cầu đào tạo hoặc là đăng ký các cái lớp học. Đúng không ạ? Rồi là tải danh sách đăng ký, phần này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Đây ạ. Đấy, như vậy là sau khi mà học viên đánh giá nhu cầu đào tạo hoặc là đăng ký lớp học xong ấy, thì nhiệm vụ của giảng viên là như chúng tôi hoặc anh các chị sau này là mình sẽ phải tải cái danh sách mà học viên đã đánh giá xuống. Vậy thì tải như thế nào? Thì ở trong này nó có cái mục 3 chấm, rồi mình sẽ download cái hoặc là tải cái tài liệu xuống. Phần này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết trong phần ví dụ đấy ạ. Vâng. Quý vị thấy chưa? Ok ạ. Đấy thì đây là một cái Google Form, một cái form về đánh giá nhu cầu đào tạo khuyến nông mà tôi đã tạo sẵn ra trên cái Google Form của tôi ạ. Đấy thì đây là quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Đây là những cái thông tin, những cái trường mà tôi đã điền vào. Thế còn sau đây thì tôi sẽ thực hành chi tiết từng cái bước một ạ. Đấy thì để thực hành, để làm được thì như tôi đề cập ban đầu thì các anh các chị vào cái trình duyệt web, sau đó thì các anh chị đánh cái phần Google Driver. Đấy thì nó sẽ các anh chị cứ ấn Enter, nó sẽ ra một cái bất kỳ. Đấy thì sau khi mà click vào đó thì đây ạ. Đấy thì đối với trên máy của tôi thì hệ thống đã các anh chị vẫn nhìn thấy thấy đường link chưa ạ? Vâng, thì đây chính là cái cửa sổ giao diện Google Drive mà của cá nhân tôi ạ. Đấy thì trong cái Google Drive này thì các anh chị thấy là nó giống như cái tôi đề cập đằng trên, thì nó sẽ hiện ra một số những cái form mà tôi đã tạo sẵn. Thế còn để tạo mới như thế nào thì các anh chị click vào cái mục New ở đây ạ. Đấy, trong cái mục New này thì nó có rất nhiều những cái công cụ nhỏ của Drive. Đấy thì trong cái một cái trong dạng cái công cụ đó thì cái đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với các anh chị đó là Google Form. Đấy thì các anh chị sẽ click vào cái phần Google Form ở đây ạ. Đấy sau đó thì mình click vào cái Blank Form. Đấy thì sau khi mà click vào cái phần Blank Form thì nó sẽ tạo ra một cái form cho các anh chị điền thông tin ạ. Thì cái trường đầu tiên ở đây chính là cái trường về tiêu đề. Giống như tôi đề cập đằng trước thì tiêu đề ở đây ta có thể đánh giá, ta có thể đặt cái tiêu đề của lớp của cái nội dung chính là đánh giá nhu cầu đào tạo chẳng hạn. Vâng.
Thế sau khi mà ta có tiêu đề rồi thì bắt đầu đến cái phần điền thông tin của chương trình đào tạo, của nhu cầu đào tạo. Đấy thì để thêm được thông tin ấy, thì cái đầu tiên là các anh chị sẽ click vào cái phần dấu cộng ở đây ạ. Đấy thì mỗi cái phần dấu cộng ở đây sẽ cho ra những cái câu hỏi để mình có thể điền vào. Tôi lấy ví dụ như câu hỏi đầu tiên thì các anh chị muốn lấy thông tin của học viên, đó là họ, họ và tên đệm chẳng hạn. Đấy thì sau này để nó ra cái bản Excel là nó sẽ tách hai cái cột là họ và tên đệm vào cái phần tên. Tại vì trong thực tế anh chị thấy là thường là ta sẽ hay lọc theo tên hoặc lọc theo nó sẽ dễ hơn là lọc theo cả họ và tên, đúng không ạ? Đấy thì ở đây thì tôi nghĩ là cách tốt nhất là các anh chị sẽ tách ra, đối với họ và tên thì các anh chị tách ra thành hai phần, một là họ và tên tên đệm. Thế còn phần thứ hai là gì ạ? Là tên được. Và thì trường này thì các anh chị có thể để nó bắt buộc hay không, nhưng thường là đối với học viên thì ta thường là để bắt buộc, thì mình sẽ click vào cái mục require ở đây. Nếu mà cái thanh này gạt sang bên phía tay phải thì có nghĩa là trường này là trường bắt buộc, đúng không ạ? Thế còn cái phần ở đây thì anh chị thấy là nó có các cái lựa chọn. Đấy, ví dụ như là đối với trường họ và tên đệm thì anh chị thấy là ta sẽ đánh dưới dạng text, tức là dưới dạng văn bản, thì mình sẽ chọn cái mục là các cái câu trả lời ngắn, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy là về cơ bản ta đã xong được cái nội dung thứ nhất. Thế còn nếu thêm tiếp theo thì ta sẽ sang cái nội dung thứ hai, đặt câu hỏi thứ hai, tức là tên chẳng hạn. Đấy thì tương tự như phần trên thì tên cũng là một cái dạng trả lời ngắn và cũng yêu cầu học viên là bắt buộc phải điền. Đấy thì nếu mà anh chị, vâng, nếu mà anh chị click vào cái phần bắt buộc này thì có nghĩa là nếu học viên không trả lời câu hỏi này thì không thể chuyển sang cái mục câu hỏi khác được, hoặc là không thể gửi cái mẫu online này đến cho giảng viên được. Do vậy nên gì, trong trường hợp mà ta click vào cái phần bắt buộc này thì có nghĩa là bắt buộc học viên phải điền cái trường đó. Tôi sang cái câu hỏi thứ ba, ví dụ chẳng hạn ở đây đánh giá nhu cầu đào tạo thì liên quan đến địa phương chẳng hạn, tức là địa phương thì cái trường này mình cũng để là cái dạng trả lời ngắn. Thì ở địa phương ở đây thì có thể nó sẽ hơi rộng, thì tôi lấy ví dụ như các anh chị có thể hướng dẫn ở đây là tỉnh thôi chẳng hạn, đúng không? Tức là học viên sẽ điền xem là ở tỉnh nào. Đấy, và trường này cũng là một trường bắt buộc. Đấy, sau đó thì đến câu hỏi tiếp theo, đó là đơn vị công tác. Đơn vị công tác ạ. Đấy, thì trường đơn vị công tác này thì cũng là một trường câu hỏi câu hỏi ở dạng văn bản. Đấy, thì mình cũng có thể là yêu cầu học viên là gì đấy, bắt buộc không. Đến trường tiếp theo về đánh giá nhu cầu đào tạo, tôi lấy ví dụ như là gì ạ, thời gian đào tạo chẳng hạn. Thời gian để mình xem là học viên sẽ có cái nhu cầu là đào tạo trong cái thời gian nào là thích hợp nhất đối với họ. Đấy thì đối với cái trường thời gian đào tạo này thì các anh chị có thể lựa chọn là gì ạ? Là cái dạng trắc nghiệm. Trắc nghiệm ở đây thì tôi lấy ví dụ như là cái lựa chọn thứ nhất, đó là gì ạ? Tháng 8. Hoặc là gì ạ? Nếu mà các anh chị muốn thêm một cái trường nữa, cái lựa chọn nữa thì các anh chị click vào chữ S này. Nó sẽ hiện ra. Sau đó mình sẽ điền thông tin ạ. Đây ạ. Tháng 9 chẳng hạn. Đúng không ạ? Tháng 10. Rồi là gì đây ạ? Tháng 11. Hoặc là khác. Đấy, hoặc là có thể là học viên sẽ chọn cái trường khác. Thế như vậy là đối với câu hỏi này thì cũng là một dạng câu hỏi bắt buộc. Đấy thì sau khi mà ra cái câu hỏi dạng như này thì học viên sẽ điền vậy thì tháng 8, tháng 9, tháng 10 hay là tháng 11. Đúng không ạ? Tiếp theo là đến gì ạ? Nội dung đào tạo. Tôi lấy ví dụ thôi. Nội dung đào tạo. Nội dung đào tạo thì ở đây thì cũng có thể mình sẽ chia ra cái theo cái dạng là trắc nghiệm. Ví dụ như nội dung đào tạo đó là gì ạ? Tập huấn chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ thôi ạ. Tập huấn. Rồi là cái thứ hai là gì ạ? Là xây dựng mô hình trình diễn chẳng hạn.
Vâng. Thứ ba là gì ạ? Các cái dự án khuyến nông ạ. Vân vân, đúng không ạ? Đấy thì như vậy là sau khi mà mình sẽ tạo ra được các cái trường này rồi ấy, thì tương tự như vậy thì đối với nhu cầu đào tạo thì anh chị có thể điền thêm nhiều thông tin. Sau khi mà đã điền được thông tin này rồi thì anh chị vào cái phần biểu tượng mắt ở trên này để mình nhìn xem là à vậy thì cái cấu trúc của cái form đó nó ra sao. Thì như vậy là tôi đã tạo ra cái đánh giá nhu cầu đào tạo đây, có các cái phần câu hỏi họ và tên đệm cái dấu sao màu đỏ trên này có nghĩa là bắt buộc ta phải trả lời. Đấy thì ví dụ như tôi thì họ và tên đệm là Lưu Văn chẳng hạn. Đấy thì giả sử như tôi đang là học viên và tôi điền cái thông tin. Đấy thì tương tự như vậy Duy này, đúng không ạ? Địa phương. Đấy, thì tôi sẽ điền cái thông tin của tôi ở đây. Đó. Đơn vị công tác của tôi là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đấy, thời gian đào tạo thì tôi muốn đào tạo trong tháng 8 chẳng hạn thì tôi tích vào cái ô tháng 8 này. Đấy, nội dung đào tạo thì tôi muốn đào tạo chương trình về tập huấn. Thầy ơi, thầy có thể trong cái phần mà địa phương á, thầy có thể mình làm sẵn ví dụ như 63 tỉnh thành cho người ta chỉ việc click vô cái địa phương để người ta chọn được không ạ? Dạ hoàn toàn có thể làm được như thế ạ. Vâng vâng, nếu... thầy chỉ cách đó luôn đi ạ. À vâng ạ. Cảm ơn chị. Đấy, trong trường hợp mà địa phương nếu mà các anh chị muốn chọn là gì 63 tỉnh thì chọn vào cái mục là trắc nghiệm ạ. Đấy thì đối với trắc nghiệm thì ví dụ như là cái lựa chọn số 1 là Hà Nội. Nó sẽ hiện lên à đây. Tôi là ở Hà Nội tôi tích vào Hà Nội. Đấy, nếu 63 tỉnh thành thì ta sẽ tích vào từng cái một. Đấy thì đây là cái gì ạ? Cái mà giúp các anh chị có thể nhìn thấy ra là cái form của nó như thế nào, đúng không ạ? Thế ngoài ra thì trong cái này thì các anh chị cũng có thể thay đổi giao diện của nó. Ví dụ như giao diện các anh chị muốn để màu tím đối với nữ, tím thủy chung đối với nữ hoặc là màu gì đấy ạ? Màu xanh nam tính vân vân, đúng không ạ? Hoặc mình cũng thể có thể chọn cái ảnh nền cho nó. Tất nhiên là cái này cũng là cái trang trí để vẽ thêm thôi. Đấy thì tôi không dẫn chi tiết. Thế còn sau khi mà ta đã tạo được cái này rồi ấy, thì các anh chị sẽ ấn vào cái nút gửi hoặc là nút send ở đây ạ. Đấy thì mình sẽ gửi đến cái địa chỉ email của người học hay là ở đây là gì ạ? Có cái đường link. Đấy thì các anh chị sẽ copy cái đường link này vào để anh chị gửi cho học viên. Đấy sau khi mà gửi cho học viên họ sẽ nhận được cái đường link này và họ sẽ có cái form đánh giá họ sẽ điền vào giống như tôi đang điền ở trên. Thế trong trường hợp mà gì ạ? Đường link này quá dài thì ta cũng có thể kích vào cái nút rút gọn cái đường link này. Đấy, thì cái đường link nó rút gọn lại rất là ngắn gọn. Thế anh chị gửi cho học viên và học viên hoàn toàn có thể đánh giá được. Đúng không ạ? Thế thì sau khi mà học viên đánh giá rồi ấy, thì làm sao để ta có thể lấy được cái danh sách đó để ta biết được à vậy thì đã có bao nhiêu học viên đăng ký một khóa học hay là đã có bao nhiêu học viên đánh giá nhu cầu đào tạo thì các anh chị có thể ấn vào đây ạ. Ấn vào cái nút trả lời hoặc là trong tiếng Anh là cái phần respond này. Đấy thì trong phần này nó có cái nút 3 chấm ở trên này. Đấy thì mình sẽ click vào cái nút 3 chấm đó và mình download hoặc là tải cái phần câu trả lời của học viên xuống. Đấy thì sau khi mà các anh chị click vào cái phần tải này thì tự động hệ thống nó sẽ tải cho các anh chị về cái gì ạ? Về cái màn hình của anh chị hoặc là nó sẽ tải xuống cái phần gì ạ? phần download, cái folder download của anh chị và các anh chị sẽ lấy cái danh sách đó xuống và danh sách đó thì nó sẽ hiển thị dưới định dạng là Excel ạ. Và dựa trên cái định dạng Excel đó thì mình hoàn toàn có thể gì ạ? Mình hoàn toàn có thể thu thập được thông tin của người học. Đây ạ, tôi sẽ chiếu cái mà tôi vừa tải xuống ạ, để các anh chị có thể nhìn rõ hơn ạ.
Vâng. Dạ, đây ạ. Đây chính là cái cửa sổ giao diện mà cái Google Form mà tôi vừa tạo ra. Ở đây thì nó bị lỗi phông chữ. Vâng. Nó bị lỗi phông chữ thì có thể là do hai nguyên nhân. Một là do cái định dạng phông chữ tôi tạo ra đằng trước đó. Hai là do khi mà tải ra thì ở đây cái đuôi của nó là đuôi CVS thì ta có thể sẽ phải chuyển sang cái định dạng đó là định dạng Excel. Vâng, đấy thì đây là một cái ví dụ. Thì sau khi mà ví dụ như là có 60 học viên đánh giá chẳng hạn, đấy thì ở đây nếu mà 60 học viên đánh giá thì cái file này sẽ hiện ra 60 hàng và tương ứng với mỗi cột là một cái trường đánh giá. Tôi lấy ví dụ như trường đầu tiên là họ và tên đệm này, thứ hai là tên này, thứ ba là gì đấy ạ, thứ ba là địa phương này, tỉnh, rồi thứ tư là từng cái nhu cầu đào tạo. Thì đấy là cái form mà các anh chị thu thập được. Thế sau khi mà cái form các anh chị thu thập được ấy, thì các anh chị sẽ có một cái nội dung đào tạo. Các anh chị sẽ xác định được xem vậy thì người học người ta muốn học vào cái thời gian nào, tháng 8, tháng 9, tháng 10 hay tháng 11. Thế thì dựa trên cái tần suất đánh giá của họ mình có thể căn cứ vào cái kế hoạch của mình kết hợp với lại cái nhu cầu của người học để ta xem là cái thời điểm nào là thời điểm đào tạo hợp lý nhất. Thế tương tự như vậy đối với nội dung thì cũng tập huấn hay là dự án khuyến nông hay là truyền thông hay là thì đấy hay là gì ạ, xây dựng mô hình trình diễn đấy, thì mình cũng sẽ đánh giá để xem là bao nhiêu phần trăm số người học nào muốn tập huấn hay là bao nhiêu phần trăm số người học là muốn gì ạ, muốn xây dựng các chương trình khuyến nông vân vân. Trên cơ sở đó thì ta sẽ có một cái gì ạ, cái kết quả đánh giá cái nhu cầu đào tạo của học viên online. Thì đấy là nội dung thứ nhất là tôi muốn trao đổi với các anh chị. Cái nội dung thứ hai tôi muốn trao đổi với các anh chị đó là cái phần tạo cái Google Sheet. Đấy thì như tôi đề cập đằng trên thì đối với cái Google Form thì các anh chị thấy là mình chỉ đánh giá được dưới góc độ cá nhân thôi. Mình không đánh giá được dưới góc độ là cả một cái đơn vị hoặc một cái tổ chức nào đó người ta điền vào cái form đó. Vậy thì làm thế nào để ta gửi cái form một cái đó cho cả một tổ chức ấy? Thì ở đây tôi có cái nội dung thứ hai là cái hướng dẫn về cái phiếu đánh giá qua cái Google Sheet. Đấy thì tương tự như là Google Form. Thì đối với Google Sheet thì các anh chị thấy là gì ạ? Nó có hai cái lợi ích chính mà chúng tôi cũng tập hợp được. Lợi ích thứ nhất là giúp tạo ra được cái bảng thu thập thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên là khác với Google Form, thì đối với Google Sheet ấy thì các anh chị thấy là gì ạ? Cái lợi ích chính của nó đó là nhận được nhiều cái khảo sát từ các cái biểu mẫu cho nhiều cá nhân trong tổ chức cùng thực hiện song hành với nhau. Thay vì là mỗi cá nhân đánh giá giống như là Google Sheet. Đấy thì cái phần này nội dung chi tiết thì tôi cũng đã chuẩn bị ở trong cái phần slide này. Đấy thì tôi sẽ gửi lại bên chỗ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chỗ chị Hương và chỗ bác Khoa, chỗ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ gửi tài liệu chi tiết này đến cho các anh chị để các anh chị nắm được. Ở đây thì tôi giới thiệu sơ qua một chút. Đấy thì cũng tương tự như là Google Form thì cái đầu tiên là mình sẽ phải vào cái phần Google Drive. Đấy, sau khi vào Google Drive xong ấy thì mình sẽ vào cái phần Google trang tính hay là trong tiếng Anh nó gọi là Google Sheet đấy ạ. Đấy thì mình click vào đó thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ giống như là trên màn hình tôi đang chỉnh chiếu ở đây ạ. Đấy thì trong cái cửa sổ này ấy, thì nếu mà các anh chị để ý thì nhìn cái định dạng của nó rất giống với lại Excel đúng không ạ? Đấy thì Google Sheet thực chất nó chính là một cái định dạng Excel online. Đấy thì mình hoàn toàn có thể thao tác các cái bước ở trên này. Ví dụ như là đánh giá nhu cầu đào tạo, ví dụ như là đăng ký học viên vân vân, một loạt những cái công cụ hữu ích như vậy. Đấy thì sau khi mà ta đã làm một loạt các cái thao tác, ví dụ như là gì đấy ạ, điền cột, rồi điền thông tin vào đây ấy, thì đến bước tiếp theo là mình sẽ gửi thông tin để chia sẻ cái biểu mẫu này cho người học. Có thể là qua địa chỉ email, có thể qua Facebook, có thể qua Zalo, hoặc là ta có thể lấy cái đường link để gửi trực tiếp cho mọi người. Đấy thì bước tiếp theo là gì đấy, tải cái danh sách cái đăng ký này xuống ạ. Đấy thì cái tải cái đăng ký này xuống thì ta sẽ vào cái mục file
Thế sau đó nó có cái phần download hay tải xuống. Đấy thì cũng tương tự như Google Form, mình cũng sẽ tải được cái danh sách để xuống, và trên cơ sở đó thì mình sẽ nắm bắt được cái thông tin về nhu cầu đào tạo hoặc là đăng ký cái chương trình học. Đấy, sau đây thì tôi cũng sẽ hướng dẫn chi tiết các anh các chị các cái bước để ta vào được cái phần Google Form đó. Đấy thì trước khi mà tôi hướng dẫn ấy, thì tôi cũng muốn giới thiệu cho các anh chị đây là một cái form đây ạ. Đấy, mà tôi đã tạo sẵn ra liên quan đến đánh giá nhu cầu đào tạo khuyến nông. Đấy thì trên cái form này thì các anh chị thấy là nó như tôi đề cập đằng trên ấy, thì cái phần này chính là cái phần tiêu đề của form. Tiêu đề của form. Đấy, ví dụ như tôi đặt cái tiêu đề của form đây là đánh giá nhu cầu đào tạo khuyến nông chẳng hạn. Đấy thì sau khi mà có cái tiêu đề rồi thì các anh chị sẽ bắt đầu đánh giá nội dung của ta. Đấy, ví dụ như ta gửi cái đường link này cho cả một tổ chức có 10 người chẳng hạn, thì đấy các anh chị học viên sẽ của 10 người trong cái tổ chức đó họ sẽ điền thông tin vào đây. Tôi lấy ví dụ như họ và tên đệm này, tên này, ngày sinh này, địa phương này, đơn vị công tác này, chức vụ này. Đấy thì những cái trường thông tin này, những cái trường thông tin dưới dạng văn bản text thì mình không cần chú ý. Tuy nhiên đến cái trường về thời gian đào tạo, đấy thì nó khác với lại cái Google Form. Google Form thì các anh chị có thể đưa ra những cái lựa chọn để cho học viên tích, đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với Google Sheet thì mình không tạo ra cái đó được. Vậy thì làm thế nào để giúp cho học viên người ta trả lời đúng theo cái định hướng của mình? Đấy thì trong cái phần này ấy, nó có một cái mục gọi là mục comment hay là bình luận. Đấy thì mình sẽ, nó có cái nút bình luận ở đây ạ. Insert cái comment ở đây thì mình sẽ insert vào. Đấy thì sau khi mà mình insert vào thì nó sẽ ra những cái trường cho mình. Đấy, tôi lấy ví dụ như ở đây là cái thời gian đào tạo thì tôi muốn học viên là tập trung vào xem là gì, trả lời cho tôi là thời gian đào tạo là trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 hay tháng 11 hay là khác. Đấy thì tôi đánh cái nội dung vào đây. Đúng không ạ? Thế còn tương tự như vậy đối với nội dung đào tạo thì tôi cũng muốn học viên chỉ tập trung vào 4 cái lựa chọn thôi. Tập huấn khuyến nông, xây dựng mô hình trình diễn, lập và phân tích dự án khuyến nông hay truyền thông khuyến nông. Đấy thì học viên sẽ nhìn trên này thì người ta sẽ biết là vậy thì cái nội dung đào tạo là tôi cần là 1 hay là 2 thì tôi chỉ điền số vào đây. Thế sau khi mà có cái số liệu điền vào đây rồi thì giảng viên sẽ thống kê một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng, thay vì là cái trường số trường chữ nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Thế còn đối với hình thức đào tạo thì cũng tương tự như vậy. Hình thức đào tạo là trực tuyến, trực tiếp hay là kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Thế thì tôi cũng điền vào đây. Thế thì để điền được thì các anh chị như tôi đề cập đằng trước, anh chị chỉ cần click vào cái mục insert comment ở đây thôi ạ. Thế sau đó nó sẽ hiện ra các cái trường để cho mình đánh 1 2 3 4 hay là 5 6 vân 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 vân, đúng không ạ? Đấy thì sau khi mà mình đánh trường ở đây thì mình ấn vào chữ comment thì nó sẽ hiện ra. Và khi mà comment như vậy thì người học hay là người đánh giá người ta sẽ biết được vậy thì ta cần tích vào đây là 1 2 3 hay là 4, đúng không ạ? Đấy thì sau khi mà mình đã thu thập được thông tin rồi ấy thì làm thế nào để mình lấy được danh sách? Đấy thì như tôi đề cập ở trong phần lý thuyết thì các anh chị vào cái mục file ở đây ạ. Các anh chị click vào cái mục file. Đấy sau đó thì mình chọn cái tab là download, cái lựa chọn download, hoặc là nếu mà anh chị sử dụng tiếng Việt thì nó là phần tải xuống ạ. Đấy mình sẽ tải xuống là dưới dạng Excel hay là tải xuống dưới dạng PDF. Thế tuy nhiên là thường là đối với một cái đánh giá nhu cầu đào tạo thì mình sẽ phải tải xuống dưới dạng Excel để sau này mình phân tích và mình tổng hợp xem là cái nhu cầu đào tạo chính là dựa vào cái gì, đúng không ạ? Thế còn ngoài ra thì như tôi đề cập đằng trên thì các anh chị ấn vào cái mục share ở đây ạ. Đấy thì sau khi mà ấn vào cái mục share ở đây thì nó sẽ có cái mục là lấy cái link ở đây. Thì các anh chị sẽ kích vào cái mục copy link. Đấy thì sau khi mà mình copy cái link này thì mình sẽ gửi vào Zalo hay là gửi vào Facebook hay là gửi vào các cái tin nhắn vân 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 để cho người học họ nhận được cái form này và họ sẽ đánh giá, họ sẽ cung cấp thông tin cho giảng viên, đúng không ạ? Thì đấy là thông qua cái Google Sheet. Đấy thì như tôi đề cập đằng trên thì Google Sheet nó có cái lợi hơn đối với Google Form, đó là cùng một lúc nhiều người có thể thao tác ở trên này. Ví dụ như tôi có thể thao tác ở trên này, thầy Phi cũng có thể thao tác ở đây, cô Lê hoặc là thầy Khoa hoặc là các anh chị học viên ở các đầu cầu cùng một lúc có thể điền trực tiếp ở trên này và người giảng viên có thể nhìn thấy trực tiếp là các anh chị đang đánh giá cái gì, đúng không ạ?
thì đấy là lợi ích của cái Google Form.